Định có không gian xanh mát, thoáng đãng và là nơi nghỉ ngơi, thư giãn lý tưởng cho mọi người. Đi dạo quanh một vòng công viên, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị. Trong hành trình khám phá những điểm du lịch Sài Gòn nổi tiếng không thể không nhắc đến công viên Gia Định. Công viên được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố, là địa điểm vui chơi, giải trí thu hút đông đảo người dân địa phương cũng như du khách từ khắp mọi miền tổ quốc. Viên Gia Định ở đâu? Công viên Gia Định có vị trí đắc địa ở ngay trung tâm thành phố, nằm giáp ranh giữa phường 3, quận Gò Vấp và phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, công viên còn nằm gần ba trục đường chính là đường Nguyễn Kiệm, đường Hoàng Minh Giám và đường Hồ Văn Huê nên giao thông vô cùng thuận tiện. Du khách có thể dễ dàng di chuyển tới đây để thư giãn, vui chơi, giải trí mà không lo vấn đề tắc đường. Đến công viên Gia Định Gò Vấp chơi gì? Đến công viên Gia Định, bạn sẽ không cần phải lo lắng có gì chơi hay không bởi ở đây có rất nhiều hoạt động thú vị. Hãy cùng khám phá một vòng công viên Gia Định nhé! Khu vui chơi dành cho trẻ em. Khu vui chơi công viên Gia Định là điểm đến được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích. Ở đây có nhiều trò chơi vui nhộn, hấp dẫn được phân thành từng khu vực theo lứa tuổi và sở thích của trẻ. Từ những trò chơi ngoài trời bổ ích đến những trò chơi vận động đơn giản hay những trò chơi mang tính mạo hiểm. Khám phá với độ khó nâng cao đều có cả. Các bé ở đây sẽ được thỏa sức khám phá những trò chơi thú vị như đu quay, cầu trượt, thang leo mạo hiểm, vòi nước. Và dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa thì các bé cũng sẽ tìm thấy những không gian tuyệt vời nhất, những trò chơi phù hợp nhất sau những giờ học tập ở trường lớp, đặc biệt vào những dịp cuối tuần hay các ngày lễ. Công viên càng trở nên đông đúc,
tấp nập hơn bởi rất nhiều gia đình đưa con em đến vui chơi. Công viên gia đình cũng nơi để các gia đình có thể tận hưởng những phút giây quây quần, thư giãn bên nhau, đi dạo và hòa mình vào thiên nhiên xanh mát. Nếu một ngày muốn lang thang dạo quanh một nơi yên bình, trong lành ở Sài Gòn thì công viên gia đình quả là lựa chọn hoàn hảo. Bước đi dưới những hàng cây cổ thụ rợp bóng, hòa mình vào thiên nhiên xanh mát ở nơi đây, bạn sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng, thư thái. Đi bộ tập thể dục, công viên gia đình có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát và nhiều cây xanh nên là địa điểm lý tưởng cho mọi người tập thể dục. Nếu đến đây vào những buổi sáng sớm hay xế chiều, bạn sẽ thấy công viên rất đông người đi bộ, tập yoga hay tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cụ già tập dưỡng sinh, những cô chú trung niên thong thả đi bộ trên con đường lát gạch phẳng phiu, hay bạn trẻ nào đó dắt theo cả thú cưng để đi bộ vòng vòng quanh công viên. Rồi dưới gốc cây nào đó, có bạn trẻ lại đắm chìm trong thế giới riêng với cuốn sách trên tay. Ở đây, bạn sẽ gặp nhiều nét thanh bình và đáng yêu của người dân thành phố Sài Gòn, địa điểm dã ngoại. Hình ảnh công viên gia đình còn trở nên đẹp hơn bởi đây là điểm dã ngoại vô cùng tuyệt vời. Với diện tích thảm cỏ lớn, bạn chẳng cần đi đâu xa mà vẫn có thể tận hưởng những chuyến picnic thú vị ngay trong lòng thành phố. Thật thích thú khi được cùng lũ bạn thân tụ tập, mua một chút đồ ăn ngon để trải lên những tấm thảm xinh rồi cùng nhau trò chuyện, vui chơi ca hát, hay cùng nhau đạp xe quanh công viên xanh mát, vừa vui vừa giúp bạn rèn luyện sức khỏe.
phá ẩm thực. Nếu tới công viên Gia Định, có một điều du khách nhất định không nên bỏ lỡ chính là ẩm thực ở nơi đây. Ngay cổng công viên có rất nhiều quán đồ ăn vặt ngon, hấp dẫn mà giá cả lại rất phải chăng. Nào là bánh tráng trộn, hộp gà nướng, cút lộn chiên, nghe thôi đã muốn thưởng thức chúng ngay lập tức. Vào những ngày cận Tết, tiểu thương tại chợ hoa công viên Gia Định Gò Vấp bận rộn chuẩn bị những chậu hoa đa dạng về chủng loại và kích cỡ để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Sắc vàng rực rỡ của các loại hoa phủ kín một góc công viên, mùa xuân đã về trên khắp phố phường. Tại chợ hoa Tết công viên Gia Định, màu sắc tươi đẹp của các loài hoa dưới ánh nắng chan hòa cũng đủ làm say đắm lòng người. Những tiểu thương buôn bán tại đây cho biết, các loại hoa và cây kiểng đa phần được chuyển từ Sa Đéc, Đồng Tháp, Tuy Hòa, Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa, Cái Mân, Bến Tre về tràn ngập các loại hoa như hướng dương, hoa giấy, cúc đại đoá, màu gà, vạn thọ, mai, đào đua nhau khoe sắc. Đây cũng là dịp để người trẻ tung tăng dạo chợ ngắm hoa ngày Tết và thỏa niềm đam mê chụp ảnh bên những chậu hoa đang khoe sắc rực rỡ.